mọi người, mình là Ngọc Anh, du học sinh Đài Loan. Tìm mãi mới chốt được quán ấu vào hộp cho bạn bè trò chuyện. Quán này có tên là Lão Quay Chân Truy Trị Vu. Quán có 4 chi nhánh, chỗ mình ăn ở chi nhánh San Trọng Tiên. Quán có thiết kế toàn gỗ, đèn vàng ấm, rất chill để ăn uống và trò chuyện. Ai hướng nội thì chọn bàn góc bên trong, còn hướng ngoại thì chọn bàn ngoài giống tụi mình nha. Menu cũng khá đa dạng, gồm các loại barbecue, mì, các món ăn vặt, siêu bắt vị khi mà uống với bia tươi hay là cocktail. Quán mở lúc 6 giờ, tụi mình đến thì 7 giờ hơn và thấy quán gần như là full bàn rồi, hơn là mình có book bàn trước đó nha. Mình gọi nước nho đóng chai nhìn đẹp chứ nè. Trong thời gian chờ lên món thì quán có đem đậu Hà Lan cho tụi mình ăn trước. Có đồ uống là tụi mình vào mood chia liền luôn nè. Mình bị thu hút ở khu vực barbecue vì mình siêu mê thịt nướng luôn. Nên là có xin nhân viên vào trong xem, nhìn thịt nướng trên vỉ đã thấy bụng siêu đói rồi. Quán dọn đồ ăn ra cũng rất nhanh, tụi mình đi đông nên gọi hơn 10 món lận. Xem tụi mình có gì nha. Tin mình đi, món nào cũng ngon hết đó nha. Và khá bất ngờ với món mì udon và cơm chiên. Ăn thịt nướng và uống kèm với cocktail là một combo quá hoàn hảo luôn đó. Quán khá đông nhưng lại không quá ồn ào. Mình thích cái không khí này rất hợp để trò chuyện với lại bạn bè. Vì quá ngon nên là tụi mình ăn hết sạch luôn. Ăn về ai cũng muốn dẫn bạn đến nữa. Quán còn có luôn cả nhà vệ sinh nữa nha. Các bạn nhớ vào link bên dưới phần mô tả của mình để book chỗ và tận hưởng thời gian vui vẻ bên gia đình và bạn bè nha. Tạm biệt.